Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì ngày hôm trước thì như anh em đã biết rồi đúng không ạ? Những cái bộ mic U105 anh em nhìn thấy hiện tại đang nói trực tiếp đây. Và đây anh em thấy thế. Nó rất là nhỏ gọn, nhẹ, dễ dàng di chuyển cho anh em lắp đặt. Dù anh em sử dụng trong ngoài trời hay anh em sử dụng trong gia đình, nó rất là nhỏ gọn anh em nhé. Thì với bộ này thì nó rất là nhỏ, cái hộp của nó cũng rất là nhỏ. Như đã có video review chi tiết hàng về với những bộ mic U105 rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay thì có test cùng với một bộ mic rẻ tiền thôi, đó còn là FX500. Và anh em cũng đang thấy đây trực tiếp đây đúng không ạ? Thế tiếng mic nó như nào? Anh em biết ngay đúng không ạ? Bắt mic đúng không ạ? Rất là bắt mic. Bỏ xa này, anh em để thấy là cái tiếng mic của mình nó vẫn bắt vào loa anh em nhé. Và cho gần đây anh em để thấy 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 1, 1, 2. Để tắt hẳn echo đi anh em nhé. Không có một chút echo nào. Anh em thể nghe thấy cái độ trầm của nó rất là tốt đúng không ạ? Độ lên cao, độ thanh tiếng rất là tốt. Đấy, nó không bị cái tình trạng vỡ tiếng đâu. Dù nó là mic rẻ tiền thôi, mic có 1,2 triệu thôi anh em nhé, 1,2 triệu. Anh em sẽ gồm được hai tay mic và một cái củ này. Anh em thấy chưa? Đây là cái anten bắt sóng của nó. Và sóng của nó thì cứ bao cho anh em 20, 30, 40 mét. Anh em chơi thoải mái luôn anh em nhé. Nên anh em có thể sử dụng những cái bộ này. Anh em chơi những cái ngoài trời, anh em đi mini tiệc từ ngoài trời nho nhỏ ấy, hoặc anh em sử dụng cho các loa kéo ấy thì nó rất là gọn nhẹ đúng không ạ? Mà nhiều anh em thì ngại khi sử dụng những cái bộ đầu thu, ví dụ như nó phải ngang bằng những cái con vang FX500 này ấy, thì anh em không muốn mua như vậy. Anh em muốn tìm những cái bộ mic nào mà nó nhỏ gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển, dễ dàng lắp ghép, thì đây là một bộ mic mà phù hợp với những tiêu chí của anh em. Đầu tiên là anh em thể sử dụng này, tắt đi này, tắt đi hoặc rút ra rút vào anh em, để rút nó rất là dễ đúng không ạ? Tắt đi anh em nhấn nút nguồn cái nó sẽ tắt và bật lên, thì anh em nhấn vào nút nguồn cái nó sẽ bật và cắm vào. Cái này thì có thể là sử dụng xoay được 180 độ hoặc 90 độ anh em nhé, có thể dùng 90 độ hoặc 180 độ đúng không ạ? Đấy, anh em để dễ dàng vận chuyển vào trong này và lắp đặt vào đây thôi. Ok, nó sẽ lên được thôi anh em nhé. Đấy, tần số sóng con này thì nó có thể thay đổi và có thể dò lại được anh em nhé, có thể thay đổi và có thể dò lại được. Nó nhỏ gọn, anh em thể xoay các cái hướng khác nhau. Đây ví dụ này, anh em thể xoay thành hướng này. Đấy, nhìn nó không bị cồng kềnh đúng không ạ? Nhìn nó không cồng kềnh. Đấy, không cồng kềnh mà nó nhỏ gọn nhẹ cho anh em vận chuyển, cho anh em lắp đặt. Đấy, phù hợp với anh em sử dụng trong các loa kéo hoặc nhiều anh em sử dụng gia đình cũng rất là ok. Vì dòng này như anh em có thể thấy đây đúng không ạ? Cái tiếng mic của nó, anh em nghe trực tiếp cái tiếng mic của nó đây. Và cái tiếng khi mà alo đây, cho gần sát vào anh em nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 đúng không ạ? Và em đã sử dụng đó là loa neo luôn anh em nhé, từ neo, check từ neo. Cái độ bắt mic, hút mic của những loại check neo anh em thì biết rồi, cực kỳ bắt và cực kỳ nhạy. Và nó là ngay đằng sau đây mà nó có tình trạng hú rít gì đâu đúng không ạ? Tiếng mic rất to và thêm cả cái effect cho anh em này. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 anh em thấy nghe thấy đúng không ạ? Cực kỳ tuyệt vời, nhỏ gọn. Và cái điều rất thích ở cái con này là anh em thể dùng được mọi địa hình đúng không ạ? Nhiều anh em đi sử dụng ngoài trời anh em thích luôn đúng không ạ? Rất thích luôn anh em nhé. Con này thì nhỏ gọn thôi, nhưng mà bên trong hộp của nó thì đầy đủ cho anh em. Dù những cái chuyển đổi từ jack 3.5 ra jack 6 ly này, cái dây sạc, sạc này thì anh em sử dụng cho những cái điện thoại bình thường ấy, củ sạc điện thoại anh em thể sử dụng được anh em nhé. Đấy, pin đi theo máy này, và tiếp theo tay mic này. Đấy, ok chưa? Logo khắc laser luôn anh em nhé, xịn sò luôn. Tay mic thì cầm nhìn nó rất chuyên nghiệp, cầm nắm là đầm chắc tay, khá nặng tay luôn anh em nhé. Đấy, và chỉ có 1,2 triệu thôi, 1,2 triệu cho một bộ micro này. Đây anh em để thấy đúng không ạ? Cực kỳ nhỏ gọn, kể cả đến cái hộp của nó cũng vậy thôi. Cái hộp của nó rất nhỏ gọn, anh em dùng xong anh em rút ra, tắt nguồn cái, xong anh em cho lại vào cái hộp này. Đấy, cất đi, đóng vào, thế là xong anh em nhé. Anh em thấy chưa? Cực kỳ gọn, nhẹ, dễ dàng, linh động cho anh em luôn. Thì ok, cái chất âm thì chắc là không thể chê rồi, với 1,2 triệu thôi, nhưng mà nó tương ưng với những dòng mic cao cấp hơn luôn anh em nhé. Đấy, cực kỳ gọn, nhẹ. Đấy, cho anh em chơi. Ok, mọi thông tin nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với số ở bên góc dưới màn hình em nhé. 1,2 triệu là bao ship cho anh em luôn. Đấy, dòng này thì vẫn bảo hành cho anh em 1 năm, bảo hành 1 năm anh em nhé, thoải mái cho anh em dùng, không cần phải suy nghĩ gì cả. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau nhé.